tiên của mình có thể hiểu là từ cái quá trình mà trồng này, xong rồi đóng gói này, xong rồi phân phối này, xong rồi sản xuất ra sai đến tay người tiêu dùng thì nó sẽ tần qua những bước như thế nào. Đó. Thứ nhất là người có thể nhìn thấy ở đây, đây là trồng, trồng hạt cà phê. Đó thì chúng ta sẽ có hai hạt cà phê chính. Cái này chắc là mọi người đã nghe qua nhiều rồi. Nhất là hạt Arabica và Robusta đúng không? Arabica sẽ có vị chua, hai vị đậm nhẹ hơn. Robusta sẽ thiên về vị đắng, thiên cao. Đó thì trước hết chúng ta sẽ có công đoạn thứ nhất là trồng. Đó, đây là những bước để làm cái hạt cà phê để mọi người uống này. Như là trồng, thu hoạch, sơ chế hạt cà phê. Mọi người nốt lại cái phần riêng cái phần sơ chế hạt cà phê này. Chúng ta sẽ có ba cái đầu dòng nhỏ. Thì sẽ có ba cái cách sơ chế hạt cà phê khác nhau: sơ chế khô, sơ chế ướt và sơ chế honey. Đó, lát nữa mình sẽ nói qua về ba phần đấy. Tiếp theo, sau khi sơ chế, đóng gói, vận chuyển, đi như thế này, nhập khẩu. Cái này là lưu kho lưu trữ thì khi mà vận chuyển sang các nước khác này. Đó, đây sẽ là cái phần quan trọng nhất để hình thành cái hạt cà phê, cũng là đường ra. Đó. Riêng cái phần rang xay như này thì mọi người có thể về tự tìm hiểu rang cà phê rang xay là gì. Đó thì nó sẽ có rất nhiều bài viết cho mọi người tham khảo, ví dụ rang đậm, rang nhạt hay là rang theo một cái profile nào đó của riêng từng nhà rang. Ví dụ mình nói đơn giản như hạt ở The Coffee House rang một kiểu, hạt ở Highland rang một kiểu. Đó thì đấy là mọi người có thể tìm hiểu, nó có một cái profile riêng về rang cà phê đâu. Mọi người có thể tìm hiểu hạt cà phê của mình đang ở độ rang như thế nào, nó sẽ có là rang đậm, rang nhạt, rang rất là đậm, đó, rang ra dầu màu. Tiếp theo thì đây là đến cái phần mà sẽ đến tay người sử dụng. Với cái tay người sử dụng thì là cái gì? Rang xay, rang xay, và đây là tất cả hình ảnh những phương pháp pha chế cà phê trên toàn thế giới, từ thủ công đến tự động. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là hình ảnh rất nhiều những cái tool cà phê khác nhau. Đó, hay đây là một cái hình dạng của một cái tool cà phê. Đó, để pha cà phê. Cái này nó sẽ hơi specific một tí, cho nên mình sẽ nói là cái dòng V60. Cái này gọi là V60. Đó, chúng ta sẽ có ví dụ như pha tay, pha thủ công, pha máy, espresso, hay là những cái dòng cold brew như thế này. Đó, cold brew là gì vậy? Hôm nay chúng ta sẽ nói chủ yếu về cold brew, đó là cà phê và sử dụng nước lạnh. Cái này nó sẽ là cà phê sử dụng nước nóng đúng không? Đó, chúng ta sẽ nói về cà phê sử dụng nước lạnh. Đó, nóng sẽ nói sau.